đây đây. Rồi đây đây. Bây giờ mình đi cắt mướp nha các bạn. Ừ thì trái đó nó cắt đó à. Nói chuyện vậy thôi, trái này nè quay đã nè. Nó cái nè, cái nhào quá trời trái. Nhào nè quá trời trái luôn nè. Ừ. Nhào để ấy tao kiếm muốn chết luôn. Nó nhào để cái chân vô đó đó. Thôi ở chín. Rồi hết cái nó dài cái nhào chín nè thấy không? Thả luôn chưa? Hái cái nhào vô không? Cái nhào đâu. Trời hai trái mướp xong xanh. Xong xinh là trái mướp xong xinh nè. Còn trái mướp nhỏ nó không quèo. Sửa nó ra cho nó ngay. Trời ơi, hồi nó quéo vô vậy không ai mở nó ra đó, nó bị dây cuốn lại đó. Trời đẹp dữ vậy, chứ mướp đột biến. Chứ mướp đột biến của bạn. Cầm hai trái mướp lên coi. Cầm hai trái mướp đưa mặt lại coi. Đây. Trái đẹp trái mướp đó. Dài bằng nhau luôn. Rồi, giờ. Cắt luôn rồi bỏ đi xong nè. Để cho nó cái đuôi quay.